Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 16. Quyển 38, phẩm thập địa thứ 26, thứ 8, bất động địa. Kinh văn: Bấy giờ thiên vương và thiên chúng nghe thắng hạnh này đều hoan hỷ, vì muốn cúng dường Đức Như Lai cùng với vô số đại Bồ Tát. Giảng giải: Khi Bồ Tát Kim Cang Tạng diễn nói xong địa thứ 7, thì bấy giờ chư thiên vương trong pháp hội và vô số thiên chúng cõi trời lắng nghe pháp môn tu hành địa thứ 7 viễn hành địa rồi, thầy đều đại hoan hỷ, thật là pháp môn vô thượng vi diệu, thấy điều chưa thấy, nghe điều chưa nghe, đại chúng đều vui mừng không thể nào tả được. Do đó đại chúng phát tâm cúng dường chư Phật và các đệ tử của Phật, vô lượng số Bồ Tát trong pháp hội. Mưa hoa phan đẹp và tràng lọng, hương thơm chuỗi ngọc với y báu, vô lượng vô số ngàn vạn thứ đều dùng mani để nghiêm sức. Bấy giờ chư thiên cúng dường gồm những thứ như mưa xuống rải khắp hoa phan tốt đẹp, tràng báu và lọng báu, hương thơm chuỗi anh lạc báu và đủ thứ y báu, dùng các thứ báu đẹp kết thành đồ cúng dường như vậy, nhiều hàng ngàn vạn không thể nào tính biết được, đều dùng bảo châu mani để nghiêm sức, ánh sáng chói lòa nói không hết được sự tốt đẹp của nó. Đồng thời thiên nữ tấu nhạc trời phát ra đủ thứ âm thanh hay, cúng dường Đức Phật và Phật tử cùng nói lời này để tán thán các vị thiên nữ trên trời. Đồng thời tấu lên âm nhạc trời rất êm tai, khắp vang ra âm thanh hòa nhã rất hay, đem dâng lên cúng dường chư Phật và các đệ tử của Phật. Đồng thời dị khẩu đồng thanh nói ra những lời tán thán khen ngợi rằng: Tất cả kẻ thấy lưỡng túc tôn, thương xót chúng sinh hiện thần lực, khiến đủ thứ các nhạc trời này, diệu âm vang khắp đều được nghe. Tất cả chúng sinh đều hoan hỷ thấy được bậc phước đầy đủ, huệ đầy đủ. Cả hai phước và huệ đều viên mãn đầy đủ. Bậc thầy của trời người, Phật, Ngài từ bi bình đẳng thương xót tất cả chúng sinh. Ngài hiển hiện ra phương tiện đại thần thông oai lực, khiến cho chư thiên tấu lên các thứ nhạc trời, khắp vang ra âm thanh thượng diệu hay không thể nghĩ bàn được, khiến cho chúng sinh nghe được pháp âm này rồi đều phát tâm đại bồ đề, đều sẽ khai ngộ. Nơi một đầu lông trăm ngàn ức, là do thà cõi số hạt bụi, như vậy vô lượng các Như Lai an trụ trong đó nói diệu pháp. Trên một đầu sợi lông của Phật có trăm ngàn ức na do tha cõi nước, nhiều như số hạt bụi. Cõi nước nhiều như số hạt bụi, lại có các vị Phật nhiều như số hạt bụi, đều đang an trụ ở trong đó. Vì chúng sinh dễ nói phải pháp vi diệu thâm sâu vô thượng. Trong một lỗ lông vô lượng cõi, đều có bốn châu và biển cả, tu di thiết vi cũng như thế, đều thấy trong đó không chật hẹp. Ở trong mỗi lỗ chân lông của Phật lại hiện ra vô lượng thế giới, mỗi thế giới đều có bốn đại bộ châu: Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cầu Lưu Châu. Lại có bảy biển nước thơm lớn, còn có núi Tu Di và núi Thiết Vi, tất cả đều hoàn toàn tốt đẹp. Những núi và biển lớn đó đều ở trong lỗ chân lông của Phật, nhìn thấy chẳng có chút cảm giác chật hẹp nào hết. Nơi một đầu lông có sáu nẻo, ba đường ác và cõi trời người, các chúng rồng thần Atula đều theo nghiệp mình thọ quả báo. Ở trên mỗi đầu sợi lông của Phật lại hiện ra cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sinh, người Atula, trời sáu nẻo luân hồi. Lại có chúng rồng trên trời, chúng thiên thần, tám bộ thiên thần và Atula. Atula là một loại chúng sinh có phước trời, chẳng có đức và quyền lực trời, tánh tình của chúng hẹp hòi, thích đấu tranh, tâm sân rất nặng. Phạm là chúng sinh ở trong sáu nẻo có thứ tập tánh này thì đều là Atula. Tại sao có sáu nẻo khác biệt? Đó là căn cứ theo nghiệp của họ đã tạo ra mà hình thành. Thọ sinh vào sáu nẻo là tiếp thọ quả báo của mình phải chịu. Chúng sinh trồng nhân lành thì kết quả lành, được báo tốt. Chúng sinh trồng nhân ác thì kết quả ác, được ác báo. Đều tùy theo nghiệp của mình tự hào không sai. Nếu muốn biết nhân duyên của mình trồng trước kia và đầu thai ở đâu trong tương lai, thì có mấy cầu kệ này có thể khảo nghiệm. Dục trì tiền thế nhân, kim sinh, thọ giả thị. Muốn biết lai thế giả, kim sinh tác giả thị. Nghĩa là muốn biết nhân đời trước, đời này mình đang thọ,
muốn biết quả đời sau, đời này mình đang làm. Ở trong tất cả các cõi đó đều có Như Lai diễn diệu âm, tùy thuận tất cả tâm chúng sinh, vì chuyển pháp luân tịnh tối thượng. Ở trong vô lượng vô số, vô biên thế giới đều có chư Phật đang ở đó diễn nói Phật pháp vi diệu thâm sâu vô thượng. Phật xuất hiện ra đời là vì cứu độ chúng sinh thoát khỏi biển khổ, cho nên đạo lý pháp môn mà chư Phật nói, trước hết ngài phải quán sát căn cơ của chúng sinh, sau đó tùy thuận tâm ý của chúng sinh mà diễn nói. Những gì nói ra đều khiến cho chúng sinh liều khổ được vui, thanh tịnh cao thượng không gì so sánh bằng, đó tức là chuyển bánh xe pháp vi diệu tối thượng. Trong cõi đủ thứ thân chúng sinh, trong thần lại có đủ thứ cõi, trời người các cõi đều khác nhau, Phật đều biết rõ mà thuyết pháp. Ở trong mỗi cõi nước đều có đủ thứ chúng sinh khác nhau, trên mỗi thần chúng sinh lại hiện ra đủ thứ cõi nước khác nhau, cõi người, cõi trời và những cõi khác, nhân quả của mỗi cõi đều khác nhau, tướng trạng các loài đều khác nhau. Đức Phật biết nguyên nhân cảm thọ khác nhau của những cõi đó, cũng minh bạch tâm ý của chúng sinh khác nhau, cho nên ngài quán sát căn cơ vì chúng sinh khác nhau mà phân biệt diễn nói diệu pháp khác nhau. Cõi lớn tùy niệm biến thành nhỏ, cõi nhỏ tùy niệm cũng biến lớn, thần thông như vậy vô hạn lượng, thế gian cùng nói không hết được. Cõi nước lớn tùy theo một niệm của Bồ Tát thì có thể biến thành cõi nước nhỏ, cõi nước nhỏ cũng tùy theo một niệm của Bồ Tát thì cũng có thể biến thành cõi nước lớn. Thần thông diệu dụng như vậy có vô lượng vô số, phàm phu tục tử trên thế gian, mọi người tận hết sức mình cả đời cũng không cách chi nói hết được những cảnh giới như vậy. Khắp hết thảy phát ra diệu âm, khen ngợi công đức Như Lai rồi, chúng hội hoan hỉ ngồi yên lặng, một lòng chiêm ngưỡng muốn nghe nói. Các thiên vương trên trời và thiên thần, mọi người đồng thời phát ra âm thanh vi diệu, cùng nhau tán thán khen ngợi chư Phật. Khen ngợi công đức của chư Phật rồi, các thiên chúng, các chúng rồng, các thần hộ pháp vân vân trong tâm đều rất hoan hỉ, yên lặng ngồi một lòng một dạ chiêm ngưỡng Đức Phật, hy vọng tiếp tục nghe diễn nói pháp môn thượng diệu địa thứ 8. Giờ giải thoát nguyệt lại thỉnh nói, này chúng hội này đều tịch tĩnh, xin nói thứ lớp sẽ tiến vào các tướng hạnh trong địa thứ 8. Bây giờ khi mọi người đều yên lặng, chiêm ngưỡng hướng về Đức Phật, Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt biết tâm lý của đại chúng, do đó bèn đứng dậy hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng thỉnh pháp nói: Hiện tại đại chúng Bồ Tát trong pháp hội đều ngồi yên lặng, muốn nghe ngài tiếp tục diễn nói thứ lớp, làm thế nào từ địa thứ 7 tiến vào địa thứ 8 và cảnh giới tướng trạng tu học các pháp môn của địa thứ 8. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: Phật tử, đại Bồ Tát trong địa thứ 7 khéo tu tập phương tiện huệ, khéo thành tịnh các đạo, khéo tu tập pháp trợ đạo, do đại nguyện lực nhiếp trì, được Như Lai lực gia trì, tự thiện lực giữ gìn, thường niệm lực vô sở ý của Như Lai, Phật pháp bất cộng, khéo thanh tịnh, thâm tâm tư giác, hay thành tựu phước đức trí huệ, đại từ đại bi không xả bỏ chúng sinh, và vô lượng trí đạo, và tất cả pháp vốn không sinh không khởi, không tướng, không thành, không hoại, không hết không chuyển, không tánh làm tánh, ban đầu giữa sau thảy đều bình đẳng, không phân biệt chỗ nhập vào nơi trí như như. Lúc đó Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát Giải Thoát Nguyệt nói: Các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát tu học Bồ Tát hạnh, tích tụ đủ thứ căn lành, trụ trong địa thứ 7 viễn hành địa, ngài đã biết tu học phương tiện trí huệ, ngài tu học tất cả Phật đạo đều thành tịnh viên mãn, ngài cũng biết tu tập nhiều đạo nghiệp thì sẽ có thiện nghiệp công đức trợ giúp. Bồ Tát hay tu hành như vậy đều nhờ nguyện lực thuở xưa nhiếp trì mới được thành tựu, cũng nhờ Phật lực gia bị mà thành tựu, cũng do sự tu tập thiện nghiệp của mình mà thành tựu, cũng do ngày thường nghĩ nhớ niệm thần thập lực thần diệu của Phật, bốn vô sở ý và 18 pháp bất cộng, ngài lại khéo thanh tịnh trí huệ thâm tâm của mình đắc được diệu ngộ từ huệ mà thành tựu phước đức trí huệ, thâm tâm của Bồ Tát đại từ đại bi không xả bỏ chúng sinh, thâm nhập vào vô lượng vô biên trí huệ giác đạo, ngài lại hay thâm nhập vào các pháp, minh bạch các pháp vốn không sinh chẳng khởi, cũng chẳng có hình tướng, chẳng có thành cũng chẳng có hoại, chẳng có khi nào cùng tận, không chuyển biến, cũng chẳng có tự tánh làm bổn tánh của nó. Bất luận từ khi bắt đầu hoặc hiện tại hoặc đến vị lai đều bình đẳng như vậy, chẳng có phân biệt,
Bồ Tát biết rõ như sự, như lý, trí huệ đồng với Phật mà đạt đến tùy Phật nhập vào cảnh giới. Vì trí này mà rốt ráo nhập vào nơi trí huệ của Phật. Ý nghĩa hai chữ như như, trên như là trí như, dưới như là lý như. Lìa tất cả tâm ý thức, tưởng phân biệt không chấp lấy, giống như hư không và tất cả pháp như tánh hư không, đó được gọi là vô sinh pháp nhẫn. Bồ Tát địa thứ bảy công hạnh tu học đã đạt đến cảnh giới lìa tâm ý thức, chẳng khởi phân biệt và tác ý. Lìa tâm tức là lìa khỏi tâm nghĩ tưởng phân biệt, lìa ý thức tức là lìa phương tiện tâm nghĩ tưởng phân biệt. Bồ Tát này chẳng có tâm tư dục chấp lấy vì mình, cũng chẳng chấp trước về chủ quan cố chấp về cái ta, do đó thủ lấy bất khả đắc, xả bỏ vô nhất vật. Như đây là tâm hành xứ diệt, lìa tất cả tưởng, vào sâu tất cả pháp tạng giống như hư không. Hư không chẳng có tánh, đó gọi là chứng được vô sinh pháp nhẫn, tức cũng là chứng được cảnh giới quả vị địa thứ bảy. Phật tử Bồ Tát thành tựu nhẫn này, tức thời vào được bất động địa thứ tám, là hạnh thâm sâu của Bồ Tát, khó biết được, không khác biệt, lìa tất cả tướng, tất cả tưởng, tất cả chấp trước, vô lượng vô biên, tất cả thành văn bích chi Phật, không sao bằng được, lìa các huyền não tranh luận, tịch diệt hiện tiền. Phật tử Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, khi Bồ Tát địa thứ bảy tu chứng thành tựu vô sinh pháp nhẫn, thì lập tức chứng nhập cảnh giới địa thứ tám bất động địa. Cảnh giới này chỉ có tu hành công hạnh đã đạt đến trình độ hạnh thâm sâu, Bồ Tát đã viên mãn đầy đủ tất cả bát nhã mà đăng lên niết bàn ở bên kia mới thể nghiệm được. Bồ Tát địa thứ bảy ở trước đều không thể biết được. Bồ Tát đạt đến cảnh giới này đối với tất cả sự vật đã chẳng còn tâm ý thức phân biệt nữa, đã lìa khỏi tất cả quan niệm hình tướng, cũng chẳng còn bất cứ tư lự vọng tưởng nào nữa. Đã lìa khỏi tất cả mọi quan niệm hình tướng, lại chẳng còn tư lự vọng tưởng, cho nên quan niệm chấp trước ngu muội tự nhiên chẳng còn nữa, chưa từng sinh khởi. Cảnh giới này tất cả vô lượng vô biên thành văn bích chi Phật không sao bằng được. Bồ Tát đã vào hạnh thâm sâu này cũng lìa khỏi những sự huyền não vô vị, tranh luận vô ích, cảnh giới thanh tịnh tịch diệt tự nhiên sẽ hiện tiền. Ví như tỳ kheo đầy đủ thần thông, tâm được tự tại, lần lượt cho đến nhập vào diệt tận định, tất cả tâm động, nhớ tưởng, phân biệt, thảy đều ngừng bạt. Đại Bồ Tát này cũng là như vậy, trụ bất động địa, liền xả bỏ tất cả công dụng hạnh, được pháp vô công dụng, thân khẩu, ý nghiệp, niệm sự đều ngừng, trụ nơi báo hạnh. Ví như có một vị đại tỳ kheo, tu hành có đại thần thông, tâm ý nhập vận tự tại, quá trình tu hành thuận lợi, từng bước tiến nhập vào cửu thứ đệ định, đạt đến nhập vào cảnh giới diệt tận định. Ở giai đoạn diệt tận định, mạch máu đều ngừng, hơi thở ngừng hẳn, tất cả ý niệm cũng ngừng luôn. Tất cả đủ thứ vọng tưởng hay khiến cho con người động tâm, phân biệt ý thức đều ngừng hẳn. Vị Đại Bồ Tát này cũng lại như vậy. Khi Ngài trụ tại bất động địa, thì xả bỏ tất cả tác ý nơi công đức có công dụng hạnh, nhậm vận tự tại tự nhiên mà nhiên. Chẳng tu mà tu, chẳng trì mà trì, chứng được pháp vô cùng dụng đạo. Thân miệng ý ba nghiệp thanh tịnh, tất cả ý niệm ngoại phụ cũng đều ngừng dứt hẳn. An nhiên trụ nơi bát địa, trụ nơi báo đắc thông của Bồ Tát chứng được tự tại tu hành. Ví như có người trong mộng mơ thấy mình rớt vào trong sông lớn, vì muốn lội qua mà phát tâm đại dũng mãnh hành đại phương tiện, vì dùng tâm đại dũng mãnh hành đại phương tiện mà lập tức thức tỉnh. Khi đã thức tỉnh rồi, các việc làm đều dứt. Bồ Tát cũng vậy, thấy thân chúng sinh ở trong bốn dòng, vì muốn cứu độ họ mà phát tâm đại dũng mãnh khởi đại tinh tấn, nhờ dũng mãnh tinh tấn mà đến được bất động địa này. Khi đã đến đây rồi thì tất cả công dụng thảy đều dứt hết, tướng hạnh của hai hạnh đều chẳng hiện tiền. Ví như có người ở trong mộng mơ thấy mình rớt vào trong sông lớn, vì muốn tìm cách lội qua bờ bên kia, bèn phát tâm đại dũng mãnh nghĩ ra phương pháp dễ dàng nhất để thoát khỏi cái chết, vì dùng sức lực mạnh nhất mà lập tức tỉnh dậy. Tỉnh dậy rồi, thì thân đang nằm trên giường, những động tác tư tưởng ở trong mộng đều chẳng còn nữa. Mộng cũng chẳng có hình ảnh tông tích gì hết. Bồ Tát tu hành độ sanh cũng lại như vậy. Bồ Tát nhìn thấy tất cả chúng sinh ở trong bốn dòng ác tính, tham sân si mạn, cũng có thể nói đất nước gió lửa, bốn dòng, đủ thứ vọng tưởng đều có thể gọi là dòng. Vì muốn cứu độ những chúng sinh này mà phát tâm nguyện lớn dũng mãnh tinh tấn ngày đêm không giải đãi, từng bước siêng năng tu học,
Tu đến địa thứ 8 bất động địa, đến được quả vị địa thứ 8 rồi thì hữu công dụng hạnh tu chứng trong quá khứ thảy đều dứt hết, vì những gì tu ở trước địa thứ 8 đều nương vào tâm hy vọng mà tu thành tựu. Sau địa thứ 8 thì tâm hy vọng vô hình vô tướng tiêu diệt mất, hai thứ tướng hạnh tự lợi lợi tha đều chẳng còn nữa. Hai hạnh nương bên trong chứng thành tịnh sinh tử niết bàn, hai tâm chẳng hành cho nên đều không hiện tiền. Tướng hạnh nương ngoại duyên cảnh giới thọ dụng niệm tưởng chẳng hành cho nên nói tướng hạnh cũng đều không hiện tiền. Phật tử như sinh về cõi phạm thế thì phiền não dục giới đều chẳng hiện tiền, trụ bất động địa cũng là như vậy, tất cả tâm ý thức hành đều chẳng hiện tiền. Đại Bồ Tát này chẳng hiện khởi tâm Bồ Tát, tâm Phật, tâm Bồ Đề, tâm Niết Bàn, hà huống lại khởi tâm thế gian. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, giống như người trời sinh về cõi trời Đại Phạm Thiên, tuy phiền não của cõi lục dục thiên đều chẳng có, nhưng vẫn có hình sắc. Bồ Tát trụ tại địa thứ 8 bất động địa cũng như vậy, tất cả vọng tưởng do tâm ý thức sinh khởi của tâm vọng niệm đều đã tiêu diệt hết. Trong dục niệm, trong tám thức đều đã khử vọng tồn thành chẳng có hiện tiền. Vị Đại Bồ Tát Bát Địa này đã chứng được quả vị Bát Địa rồi. Chẳng giống như Bồ Tát ở các địa trước, từ sơ địa cho đến địa này, niệm niệm phát tâm Bồ Đề không ngừng tu hành Bồ Tát Đạo, đều lấy thành tựu Phật quả làm mục đích. Đạt đến địa thứ 8 rồi, thì thành tựu phương tiện trí huệ, đạt đến cảnh giới vô cùng dụng hạnh. Lúc này tâm của Bồ Tát thành tâm của Phật, tâm viên mãn Bồ Đề giác đạo, tâm vào Niết Bàn tịch diệt, những tâm có sự mong cầu vọng tưởng, có sở đắc đều đã diệt hết, không còn sinh lên nữa. Bồ Tát đã vào cảnh giới thanh tịnh này thì sao còn khởi tâm niệm phàm phu thế gian nữa chứ? Đương nhiên không còn nữa. Phật tử, Bồ Tát này do sức bổn nguyện nên chư Phật Thế Tôn đích thân hiện ra ở trước mặt, ban cho Như Lai trí, khiến cho ngài vào được trong môn pháp lưu, nói như vậy: lành thay thiện nam tử, nhẫn đệ nhất này thuận các Phật pháp. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Vị Bồ Tát địa thứ 8 này nhờ sức đại nguyện thuộc quá khứ nên được 10 phương chư Phật Thế Tôn thường thường hiện ra ở trước mặt ngài ra bị cho ngài, khiến cho ngài đắc được trí huệ Như Lai, khiến cho ngài vào được trong môn pháp lưu. Ý nghĩa pháp lưu là khiến cho ngài khởi vô cùng dụng hạnh nhậm vận hướng vào biển trí huệ của Phật. Và còn nói với Bồ Tát này: tốt lắm thiện nam tử, hiện tại ông chứng được cảnh giới nhẫn này là đệ nhất, chỉ cần ông tiến bộ về trước thì sẽ khế hợp với Phật pháp. Nhưng này thiện nam tử, hết thảy 10 lực vô ý, 18 pháp bất cộng của chư Phật nay ông chưa đắc được, ông phải vì muốn thành tựu pháp này siêng năng tinh tấn, đừng xả bỏ muôn nhẫn này. Nhưng mà này thiện nam tử, hết thảy 10 lực 4 vô sở ý, 18 pháp bất cộng của chư Phật, đủ thứ Phật pháp thù thắng này hiện tại ông chưa tu thành tựu, ông phải tu tập thành tựu những Phật pháp này mới hoàn thành tâm nguyện của ông, cho nên ông phải siêng năng nỗ lực tinh tấn học tập, đừng có ngừng xả bỏ muôn nhẫn này mà cho rằng đã đầy đủ. Lại nữa thiện nam tử, tuy ông được tịch diệt giải thoát này, nhưng các phàm phu chưa chứng được, đủ thứ phiền não thảy đều hiện tiền, đủ thứ giác quán thường xâm hại nhau, ông nên thương xót chúng sinh như thế. Chư Phật lại gọi một tiếng thiện nam tử, dù ông đã chứng được tịch diệt giải thoát thật sự, ông cũng đắc được giải thoát vô cầu vô thúc, vô quái vô ngại, được tự do, có thể tùy tâm sở nguyện. Nhưng những phàm phu họ chưa chứng được sự khoái lạc và sự giải thoát chân thật này, họ vẫn bị đủ thứ phiền não luôn luôn quấy nhiễu, chẳng được tự do khoái lạc thật sự. Đủ thứ các giác quán ác cũng thường xâm hại tâm ý của họ, ông nên phát tâm đại bi thương xót những chúng sinh này, lợi ích cho những chúng sinh này. Lại nữa thiện nam tử, ông nên nhớ tới thệ nguyện xưa làm lợi ích khắp tất cả chúng sinh, đều khiến cho họ được vào môn trí huệ không thể nghĩ bàn. Lại nữa này thiện nam tử, ông phải luôn luôn nhớ đến thệ nguyện đã phát ra trong quá khứ, đừng vào tâm rộng lớn mà ông đã phát, trên khế hợp Phật đạo dưới hóa độ chúng sinh, khắp làm lợi ích cho chúng sinh, cũng khiến cho họ đắc được pháp môn trí huệ không thể nghĩ bàn. Mình đã đắc được trí huệ của Phật rồi thì phải rộng lợi ích chúng sinh. Lại nữa thiện nam tử, pháp tánh của các pháp này, nếu Phật ra đời hoặc không ra đời đều thường trụ không thay đổi, chư Phật chẳng do được pháp này nên gọi là Như Lai, tất cả hàng nhị thừa cũng đắc được pháp không phân biệt này. Lại nữa này thiện nam tử, pháp tính của các pháp này vốn thường trụ không thay đổi,
Nó chẳng phải vì có Phật ra đời hoặc không có Phật ra đời mới thường trụ không thay đổi. Chư Phật chẳng phải vì đắc được chân lý thường trụ không thay đổi này mới thành Phật, mới gọi là Như Lai. Tất cả hàng nhị thừa thành phần duyên giác cũng đắc được cảnh giới khoái lạc pháp tính không thay đổi, tịch diệt thường lạc, thanh tịnh giải thoát, khử vọng tồn chân. Cho nên hiện tại ông phải tiến tới tu học, tinh tấn không giải đãi, vì ông chưa đắc được trí huệ rốt ráo giống như Phật. Lại nữa, thiện nam tử, ông xem chư Phật chúng ta đây, thần tướng vô lượng, trí huệ vô lượng, cõi nước vô lượng, phương tiện vô lượng, quang minh vô lượng, âm thanh thanh tịnh cũng vô lượng. Nay ông nên thành tựu những pháp này. Lại nữa, này thiện nam tử, ông hãy xem mười phương chư Phật chúng ta đây, thân tướng, tướng tốt quang minh, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chẳng những như vậy mà là vô lượng tướng tốt, không thể nào hình dung hết được vô lượng tướng tốt trang nghiêm. Cõi nước ứng hóa của chư Phật cũng vô lượng. Chư Phật dùng pháp môn phương tiện giáo hóa chúng sinh cũng vô số vô lượng. Trí huệ thủ thắng của chư Phật cũng vô lượng vô biên. Chư Phật giáo hóa chúng sinh phát ra âm thanh thanh tịnh, khiến cho chúng sinh nghe rồi thì diệt trừ được nhiệt não, an ổn mát mẻ, sức lực của Ngài cũng vô lượng vô biên. Đủ thứ nghiệp thiện ở trên đều là sự nghiệp giáo hóa chúng sinh. Ông phải tiếp tục sinh tu, thành tựu những pháp môn này mới có năng lực lợi ích chúng sinh. Lại nữa, thiện nam tử, nay ông vừa được một pháp minh này, đó là tất cả pháp không sinh không diệt, pháp không sinh không phân biệt. Thiện nam tử, pháp minh của Như Lai vô lượng nhập, vô lượng tác, vô lượng chuyển, cho đến trong ngàn ước na do tha kiếp không thể biết được. Ông nên tu hành để thành tựu pháp này. Lại nữa, này thiện nam tử, hiện tại ông vừa từ địa thứ 7 nhập vào địa thứ 8, đắc được tất cả cảnh giới bất động, tất cả dừng lại, niệm, mạch máu, hơi thở đều đã ngừng lại. Ông đắc được pháp trí huệ quang minh này rồi, thì biết được tất cả pháp là không phân biệt. Đó là chẳng thấy có chút pháp sinh, cũng chẳng thấy có chút pháp diệt. Pháp thì không sinh không diệt, không thể dùng ngôn ngữ đạo đoạn để thuyết minh. Thiện nam tử, ông nên biết, chư Phật chứng được tất cả pháp trí huệ quang minh là vô lượng nhập, nhập vào tất cả pháp, vô lượng tác làm tất cả pháp, vô lượng chuyển, chuyển tất cả pháp, thậm chí trải qua trăm ngàn ước na do tha kiếp thời gian cũng chẳng cách gì biết được cảnh giới của chư Phật. Hiện tại ông không thể dừng lại địa thứ 8 bất động địa, ông nên dũng mãnh tinh tấn tiến về trước, xiển tu học để thành tựu những pháp môn này. Lại nữa, thiện nam tử, ông xem mười phương vô lượng cõi nước, vô lượng chúng sinh, vô lượng pháp, đủ thứ sự khác biệt đều nên thông đạt những việc ấy như thật. Lại nữa, này Phật tử, ông nên quán sát tỉ mỉ cõi nước mười phương chư Phật vô lượng vô biên, mười phương chúng sinh cũng vô lượng vô số, vô lượng pháp cũng đủ thứ sự khác nhau. Đủ thứ như vậy, ông nên minh bạch thông đạt những sự tướng chân thật đó. Phật tử, chư Phật Thế Tôn ban cho Bồ Tát này vô lượng môn khởi trí như vậy, khiến cho Ngài có thể khởi vô lượng vô biên trí nghiệp khác biệt. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, mười phương chư Phật, được trời người tôn kính, ban cho Bồ Tát địa thứ 8 vô lượng vô biên pháp môn có thể phát khởi trí huệ như đã nói ở trên, khiến cho Bồ Tát địa thứ 8 đắc được vô lượng vô biên pháp ích, sinh khởi vô lượng vô biên trí huệ khác biệt, làm đủ thứ thiện nghiệp. Phật tử, nếu chư Phật không ban cho Bồ Tát này môn khởi trí, thì Bồ Tát này liền nhập vào cứu kính Niết Bàn, xả bỏ tất cả nghiệp thiện lợi ích chúng sinh. Nhờ chư Phật ban cho môn khởi trí vô lượng vô biên như vậy, nên trong khoảng một niệm sinh ra trí nghiệp, các hạnh tu từ lúc ban đầu phát tâm cho đến địa thứ 7 trăm phần chẳng bằng một, cho đến trăm ngàn ước na do tha phần cũng chẳng bằng một. Như vậy, A Tăng Kỳ phần, Ca La phần, số toán phần, ví dụ Phật, Upani Sada phần cũng chẳng bằng một. Bồ Tát Kim Cang Tạng này gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, giả sử mười phương chư Phật chẳng ban cho Bồ Tát địa thứ 8 pháp môn phát khởi phát trí huệ, thì Bồ Tát này liền chứng nhập cứu kính Niết Bàn, xả bỏ công đức nghiệp thiện lợi ích chúng sinh, vì Ngài được ít cho là đủ, chẳng làm những việc giáo hóa lợi sinh. Nhờ mười phương chư Phật ban cho Bồ Tát vô lượng vô biên pháp môn khởi phát trí huệ, cho nên Bồ Tát trong khoảng một niệm sinh ra tất cả trí huệ nghiệp lực. Thứ trí nghiệp này so với công đức tu hành từ lúc ban đầu phát tâm cho đến địa thứ 7 chẳng bằng một phần trí huệ sinh khởi của địa thứ 8 này, thậm chí trong ngàn ước na do tha phần cũng chẳng bằng một phần lúc này. Như số A Tăng Kỳ phần lớn nhất, Ca Lợi phần nhỏ nhất, dùng thiên văn chữ số để tính, dùng ví dụ để nói, dùng Upanishad phần cũng đều tính không được.
Bất cứ dùng số lớn, số nhỏ đều không bằng một phần sau khi phát khởi môn trí huệ này. Tại sao Phật tử vị Bồ Tát này trước hết dùng một thân khởi hành? Này trụ điện này được vô lượng thân, vô lượng âm thanh, vô lượng trí huệ, vô lượng thọ sinh, vô lượng tịnh quốc, giáo hóa vô lượng chúng sinh, cúng dường vô lượng chư Phật và vô lượng pháp môn, đủ vô lượng thần thông, có vô lượng chúng hội đạo tràng khác biệt, trụ vô lượng thân là ý nghiệp, tu tập tất cả Bồ Tát hạnh do pháp bất động vậy. Tại sao vậy? Các vị đệ tử của Phật, vì vị Bồ Tát này từ lúc ban đầu Ngài phát tâm Bồ Đề, dùng một thân làm đối tượng, hiện tại Ngài tu chứng đến cảnh giới địa thứ 8 vô cùng dụng hạnh, đã có phương tiện trí huệ thần thông diệu dụng, nhậm vận tự như, có thể thiên biến vạn hóa, biến hóa ra vô lượng thân, lại có vô lượng âm thanh, đây cũng có thể dùng truyền thanh để ví dụ, tại một nơi có thể truyền đến vô lượng chỗ đều nghe được, trí huệ cũng vô lượng vô biên, lấy không hết, dùng không cạn. Ngài cũng có thể tùy ý thọ đủ thứ sinh, đủ thứ chết, cũng có vô lượng cõi nước thành tịnh, đồng thời cũng hay thanh tịnh vô lượng cõi nước, cũng hay giáo hóa vô lượng vô biên đủ thứ chúng sinh, cũng hay cúng dường vô lượng mười phương chư Phật, cũng có thể thâm nhập vô lượng pháp môn, cũng đầy đủ vô lượng thần thông diệu dụng, lại có vô lượng chúng hội đạo tràng khác nhau, trụ nhập vô lượng vô biên thân ngữ ý nghiệp thanh tịnh, tu tập tất cả thiện hạnh của Bồ Tát nên tu, đó đều do đắc được tam muội pháp môn bất động, do vô tướng vô công dụng gián đoạn, tướng dụng bất động, nhậm vận tập thành, tất cả bất động dùng bất biến ứng vạn hóa, cho nên có thể hóa thân trăm ngàn ức.